con nó cứ giờ trong bụng này chưa ăn chưa? Vẫn ăn chưa, về giờ mình về phải bón thì nó mới thuận được. Hôm nay khá nhiều chim non đây nhỉ, khá nhiều ván. Hello, chào mừng các bạn đã đến với góc khám phá của sáng thoa mới. Hôm nay lại dẫn anh em đi chợ. Tình hình chợ đông vui thế. Chim săn vẫn là rất hiếm anh em. Rất là nhiều bác hỏi mua chim săn nhưng mà thật sự bây giờ là quá là hiếm. Rồi thì là chào mào là nhiều. Đây là chị Trẻ anh. Số này bao tiền anh? 350. 3 con à? Nò à? 350, 120, 115. Từng ngày nuôi cũng phải chăm, mất công nhiều phết đấy. Cái chim này chim gì ấy? Hôm nay khá nhiều chim non đây nhỉ, khá nhiều đồ bán. Phía này chim non này trời. Trăm con à? Đâu nè? Đây, trăm con chim non. Con này. Chết được, món được. Không biết được, quê tôi mù rồi. Con đầu nhỏ khéo đợi chụp gom cả tổ luôn. Bây giờ nó lớn lên biết. Cho nó ăn luôn. Đoán là chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Báo giá vậy đi. Mà những bàn nó để mà giá của nè nó. Ủa cái này cắm cho nó chốc phải không? Ôi cái lùng cái nục. Nó thẳng hết cơ thẳng cái nục môi mà chót để cho quan nục nè. Ờ. Nục chế than được bao nhiêu cái hai con. Lấy hai con. Báo 50 50. Làm một đôi. Đúng rồi, làm một đôi. Đi. Biết được con này được con kia hoặc là hai con đều là trống. Mai về là chết đi con hôm trước thì là vẫn còn một con nữa. Bốn như đây con sắn đấy. Nơi đây bốn nhân sản sản nó giờ còn mới được chất được phép rồi. Mày mình hai nữa. Hai. Lúc bốn bán lục với lúc mình hai nữa. Hai đấy. Vậy cái lục này với lúc bán lục thôi, toàn chỉ bốn thích bạn đấy. Tụi mình bị ai? Bị ai? Đồ hô lưu này tôi này chụp. Hô tao bạn tao này. Chốt luôn hai con, không có túi rồi anh. Cái túi là túi mà. Cho vào túi đi. Dạ, nó bay đấy. Bay đấy. Tao có túi. 200 cành giao dịch luôn đó. Nhưng nó vẫn vẫn nhưng nó cũng cầm tiền nha. Dạ, đừng có cả lăng nữa, chúng chắc chắn đấy rồi. Phủ muốn cứ để cho với chúng phủ luôn vậy, tam phát à. Làm tranh trọi, lấy trọi. Thì ăn say ngon, làm được.
Con cha tàn túc gì vậy? Túc gì anh nó? Đâu kìa vậy? Tao vẫn lấy rất mẹ thổ nước uống nhân nháo với lâu thì ông ấy. Đấy, đâu đấy? Ấy à? Chim mới, lồng mới luôn. Lồng mới luôn. Con chim quý phải có lồng xoắn này á. Nhờ. Bao tiền con? Chơi tham nhá, phải chơi lửa nhỉ. Hôm nay bao tiền con? Lấy 350 một tổ đấy. Cháu thì không thích nuôi chật tham, thích chơi lửa thôi. Dưới là 100 nghìn. Thế nó phải tính 8 này luôn. Ờ, toàn mái thôi. Đây là một đôi rồi. Con này là con đực này. Đuôi to với lại... Làm nào biết được con mái anh? Chuẩn... Chưa có hai con không biết là có phải được không? Con bên này là con ve ve là con cái rồi. Bên này là con đực này. Đuôi nhìn cái đuôi thì biết ngay. À. Đôi dài con được cái to. Đôi to. Hai chồng này. Nhìn đầu nó thơ cái đầu nó vuông hơn mà. À thế ạ. Nhìn đuôi nó to lên. Con này á. Con này con đực trái là con được. Con kêu o là con cái. Con dê dê là con cái. Rất đông ôm hơn là xong lại chốt được. Chẳng nhiên con nó dùng bắt đầu dùng đấy. Con nhìn mình hai đấy. Nó kêu ôm hơn là con đực. Con được mấy khi nó kêu đâu, con được mấy khi nó kêu đâu, cái kêu nhiều á. Em nuôi em nhiều. Nuôi nhiều biết là cái mặt. Mà con nào đuôi càng dài càng thích. Mòn lắm. Trong tổ này kiểu gì nhỉ, có đực. Lấy gà tổ kiểu gì cũng có một con đực. Chắc chắn thì lấy cả đôi, lấy cả tổ. Đúng rồi, lấy cả tổ mới, tổ đấy. Cái thì thả đi, được thì nuôi lại. Ừ. Nuôi luôn cả hai, biết đâu nó lại kết đôi. Đẻ. À, nhưng mà hệ huyết thống quá, cái thế không được. Lâu lắm. Không, nhưng mà nuôi thế nó hơi huyết thống. Nó gần huyết thống. Ừ. Không, cận huyết thống thì không tốt. Bên trái là đực, bên phải là cái. Con nào cũng là con héo mà nhỉ. Dây dán con đấy ngoa phải hôi. Ngoa phải hôi. Con này đói. Con mổ. À biết, con mổ à. Con đấy nó biết mổ. Biết mổ rồi. Biết mổ rồi. Phần... 2-3 ngày sau là biết mổ luôn. Đây. Tuần này là mình... Nó chưa bay được ngay đâu anh nhỉ? Chưa. Bay rồi đấy, bay bây giờ bay lên cao là còn ra xuống được. Nhưng mà đói vẫn xuống mà. Huyết sáo mình cứ để đầu trên tay ấy nhỉ. Xong là sau này huyết sáo là nó theo mình. Như này biết mổ ăn rồi. Đấy phải một tổ nó. Phải mà. Một tổ. Mổ ăn cắm hết rồi. Kiểu gì ấy, một tổ cũng phải được hai con đực. Bao nhiêu một đôi? Một đôi 200. Đôi 150. Đôi 150. Lấy con đi to kìa. Cạch thôi. Em để biết em thấy nó mẫu này em cạch thôi. Ủa chim gì đấy hả chị? Chăm hoa mốc à? Cho cá với cá mà. Trăm ướt cái này phải con cá ướt. Trăm con hơn trăm con nọ. Đúng rồi. Trăm ngoài trăm cái tủ bên kia. Ừ, đi đâu phải đút ướt. Thích chơi chim mà không? Mồi đó. Đói rồi. Thấy cá. Trộn nó ít được mà mồi. Cảnh em dốc bé làm mới cảnh. Nếu mà bây giờ nuôi mình chịu khó chăm là nó vẫn ở nó theo đấy, nó bay theo. Bón từ bé thế này là bón theo nó. Bón từ bé theo. Nhưng mà nhốt trong lồng bón nó không theo đâu. Nên mình phải cầm cho nó cho lên tay ấy. Em cũng nuôi để cái này vào trong lồng. Lấy về thích thì mua lại bác. À thế ạ. Vâng. Nhưng mà nó vẫn ở, nó vẫn không theo người ấy. Lúc trước lồng lấy tổ bánh khoen thúng bé thế này không? Vâng vâng. Nó còn ác lắm, nó từng tí một. Trong màu nhà toàn nó đi theo. Cái này ba tiền con đấy. Thế thì thường lắm. Nó còn lồng này.
100.000. 100.000 tôi. Vâng. Ấy, chị gì đấy? Khuyên. À Khuyên à? Từ Cà Mau nhỉ. Không phải Cà Mau, con bé nhỉ. Thế định bán bao nhiêu tiền tổ này? Con nào? Tổ nào? Tổ này á? Tổ đấy 200. 200 cơ? Khuyên Khuyên đó. Con này 3 con à? Tổ này 3 con à? Ừ. Hai tổ khác nhau á? Bắt con hai tổ khác nhau hay là cùng tổ? Khác nhau. À. Mang ra chỗ góc góc kia đi, xem có ai mua không? Hai tổ nhìn đi bắt chim. Mang đi bán. Bắt được hai tổ. Ô, con gì? Ô, con gì đấy? Có rồi chứ. Mình chưa thấy. Ô, con này nhìn lạ nhỉ? Sắp hai con nữa nhỉ? Quay lạ không ăn á? À, nó ăn mà ăn dế à? Không sợ. Không sợ đâu. Nó đi. Con này nó thuần rồi, nó không sợ. Nó đi nhà là không sợ rồi. À cái con này như là cái con mà trước cái ông nào bị cắn ở đầu ngón tay thì của nốt hay không nhỉ? Nó thuần, nó không thuần, các con ba bì, các con ấy nó chả thế, nó à. Không nuôi từ bé này, nó mới không cắn. Cái này là anh nuôi từ bé à? Con mẹ nuôi từ bé, con nuôi từ bé. Nó đẻ luôn? Nuôi là đẻ luôn? Mua rồi, cứ bố mẹ nó nuôi từ bé. À bố mẹ nuôi từ bé. Bây giờ mình nuôi phải nuôi từ bé này nó mới không cắn. Nó thuần nhỉ, cái này giống như là thú cưng ấy nhỉ? Bám chắc lắm. Ôi dồi, khiếp, nó ô mẹ nó kìa. Trời ơi. Không phải đòi mẹ chứ. Cái này gọi là con gì? Sóc bay à? À lúc nó bay xong nó sẽ bốn chân ra. Mình đợi nó đấy, chơi của nó. Con này nó ăn cả côn trùng, côn trùng cả hoa quả nhỉ? Thịt lạc lọ nó ăn đấy. Đẹp mà, cái này nhìn đẹp mà. Ờ à, đây là cái màng bay của nó này. Cái chỗ màng bay ở bụng này. Có được 4 con này. Kiểu này có được đẻ ra tầm 4 năm con thì chắc con vậy cũng đi được nhỉ. Hai con nhỉ? Con bé nó cắn vào bụng ấy, nó giữ gì. Em này cứ tưởng là có một con thôi, hóa ra có một con nó bám vào bụng ấy này. Một con ở trên lưng, một con bám vào bụng, hai con. Ủa mất rồi. Ủa bán được cái ông ở đâu ấy? Bắt đầu nó thỏng ra. Nó mất đây là thỏng ra là con này nó phải nó thỏng bắt đầu buộc lại. Đây nó cứ tìm đường ra, chạy liên tục. Được đâu bán này, chưa mua đâu ấy. Bán lâu rồi, chưa mua đâu ấy. Mua ở Hà Nội. Cái này nuôi như thú cưng ấy. Con này không biết có hôi không anh ạ? À? Có hôi. Người nuôi còn tắm còn hôi còn nó. Bình thường mình cho nó tắm kiểu gì? Cái thải vào chậu nước, bát nước à? Phải tắm chứ, năm à. Nhỏ nó năm bảy cho nó cái lồng tắm ấy nhỉ? À? Đấy hôm nay em ra đấy nó đẻ đấy. Được một con hai con. Cái con gì luôn? Sóc bay. Con ô một con lưng à? À nó cái này nó đang bú à? Con kia nó dúi đầu vào trong bụng này. Con nó dúi đầu trong bụng này. Chưa ăn chưa? Vẫn ăn chưa, giờ mình về phải bón thì nó mới thuần được. Ừ, nhưng mà nó ăn cái gì? Còn nó đã ăn rồi. Nó ăn nó bọ biết các kiểu này. Dế rồi là hoa quả nhậu. Nào dế, men. Hoa quả. Mà nó có 900 này giữ cho nó rồi. Con đấy. Cái con này bọn Tây nó lấy cái con giống như con đuông rùa ấy để nó gặm ấy. Đấy, nó chui vào trong cái hốc ở trong cái quả sữa. Bình thường có 600 thôi. Cái cổ có làm hay không? Câu em làm lấy cái tổ này nó ngủ. Con này đắt không anh? Con nó như này nó là mặt thường nên nó không trắng ấy. Anh ơi, con này bán như nào? 900 thôi. Tổ gốc dừa đấy hả? Anh ơi, con này bán như nào? 900 một con. Con bé cũng 900. Con mẹ cũng 900. Con bà thích mình bán. À. 900 một con. Con này chú sọc con bố đấy hả? Đó, con bố bán rồi. Không là một chuộc hơn 100 nghìn sọc. Thằng nó bấy được nên là một chuộc 100. Con bố. Con mẹ này này. Nó sọc tổng cả hai con. Bán mẹ bố rồi, bây giờ bắt được mẹ. Đây chuột được mẹ. Có lại con chuột nhỏ đấy. Mắt trọt phe. Giờ chuột có một cặp. Đáng không thì ăn đi. Ủa, kiểu con gì? Quả. Ô, cái gì đấy? Bên bít. À, bên bít. Con gì đấy?
đây. Ở trong này. Nhiều. Ui dồi, hai lồng cơ. Tiếp chợ, tiếp chợ. Lồng này đẹp hết này. Em đi kìa. Bạn này giúp tiền con này. Bên kia là 300, bên này là 250. 250 là 300. Trên à hay lồng dưới à? À trên như là chẳng. Bắt được đấy. Để ý xem. Phải phải trong này hả hốt rồi nhỉ? Phải bé. To. Trên nó trên trên bên này. Con này con này. 250 ba ba bác con. Đấy con mình à. Tôi mua nhỉ, tôi mua đâu được con sống nữa. Đây, 250 đây này. Cái này, hai con đứng con mình với con kia kìa. Đấy đấy, con nào lồng 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 kìa. Nếu mà thả vì này, đấy con đầu tiên đây này, này con đầu tiên đây này. Dày quá. Con trái là mà mấy con nào bên phải là 250. Nó cứ hot ngon là được, mình nuôi một thời gian nó phát đẹp mà. Đúng không? Nó lớn. Rồi, nó lớn lên nó khai lông nó kiểu phát đẹp hết. Mà có hot hay không. Gì lắm thì con nào lấy luôn. Có tiền con. 250. Bắt mấy con đấy? Bắt mấy con đấy? Ao chọn này. Ao chọn con đấy. Ui, con kia màu dài hết, to đấy. Thấy được cái. Cứ nhặt đi, ngắm ra. Nhiều chim á, biết con nào hot. Là thả cái đấy con nào. Gần lắm người đó, hoảng người đó. Đấy. Anh em ra góc này xem các cực phẩm này.